Xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày quan trọng cho cái đồng Ripple, cái đồng XRP và cái đồng Ethereum. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 và tối hôm nay thì cái Hinman document, những cái email đã được gửi qua gửi lại với nền tảng Ripple và nền tảng XRP. Hinman là một người lãnh đạo của SEC trước đây 2018. Ông có một cái sự tuyên bố, giữa một cái hội nghị gì đó. Thì ông đã tuyên bố cái đồng Ethereum nó không phải là security, có nghĩa là chứng khoán. Nó là commodity cũng giống như Bitcoin. Và cũng như vậy, cái document đó thì Ripple vừa rồi 2 năm Ripple XRP đã thư kiện SEC. 2 năm vừa rồi người ta đã mất tới triệu đô la để làm sao lấy được những cái email này gửi qua gửi lại. Và cái thông tin của cái ông Hinman là cái ông ra tuyên bố, và lúc đó là cái ông nắm đầu SEC. 2018 ông ra tuyên bố Ethereum không phải là security. Thì dựa theo đó, Ripple dựa theo đó, cái thông tin, cái phân tích của ông giữa những cái email đó để Ripple chống lưng, để gọi là mất cả triệu đô la để gọi là cố gắng đánh bại SEC, đánh bại Gary Gensler. Thì hôm nay đã qua 2 năm trời, đã mất triệu đô la thì sẽ lấy được tất cả những cái email đó. Và trong cái email đó thì nó sẽ giúp tất cả những cái đồng khác, những cái nền tảng khác ở trong tiền điện tử, chứ không chỉ Ripple. Tại sao những cái năm vừa rồi SEC gọi là rất gọi là chống lại cái sự mà thả những cái thông tin này ra, thả những cái email này ra, người ta làm bất cứ cái giá nào để giữ nó, ok, để không được cho nó lộ ra ngoài xã hội. Thì vừa rồi bạn đã biết, cách đây khoảng cỡ vài ngày trước, cả tuần trời, thì Ripple XRP và SEC Gary Gensler đã ra tòa, và tòa đã quyết định, ok, tòa đã quyết định là những cái giấy tờ này thì phải được lộ ra ngoài thị trường, nghe, lộ ra ngoài cộng đồng. Cái này là gọi là public information, có nghĩa là cho mọi người có thể phải biết, bởi vì đây là giấy tờ về thư kiện, ok, về thư kiện. Thì bởi vì vậy cái ngày hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng cho tất cả những cái đồng khác trong tiền điện tử. Nếu những cái gì ngày hôm nay người ta xả ra thì rõ ràng là ngay bây giờ là ngày 13 tháng 6 thì tối nay lận, ok, thì người ta phải xả ra, và bao nhiêu người luật sư sẽ đem nó xuống và phân tích, ok. Và vì vậy thì nó sẽ giúp cho rất là nhiều người trong tiền điện tử những cái đồng đó. Bởi vì sao? Người ta cần những cái bằng chứng này, là đây là một người lãnh đạo SEC hồi đó, ok, ra phát biểu như vậy. Người ta thì bởi vì vậy cái đó là gọi là một cái bằng chứng. Những gì Gary Gensler làm sai, SEC làm sai, dựa theo những sự tuyên bố của họ. Để nói luôn, kể lại câu chuyện chút xíu. Sau khi cái sự tuyên bố như vậy thì tất cả những cái đồng khác gọi ăn theo và gọi là làm đồng này làm nọ rồi đem ra bán ở ngoài thị trường, đúng không? Thì mọi thứ ok. Và lúc đó thì tất cả mọi thứ giá đều bay lên một cái vèo, ok. Và chỉ vào vài tháng sau, ok, và bao nhiêu tháng sau thì SEC lại ra lật lại cái con cờ, lật lại những gì người ta phát biểu, nghe,
và đã làm cho biết bao nhiêu nền tảng đá cái đồng XRP Ripple xuống khỏi nền tảng của họ. Và cái con số mà nó lên tới người ta mất cho những người đầu tư, ok, và cái nền tảng XRP luôn, là cái con số nó lên tới 15 tỷ đô la đã mất trong vài ngày trời bởi vì người ta đá xuống, ok, người ta thua kiện. Bởi vì vậy thì ai sẽ trả cho sự tổn thương của tất cả những người đầu tư đã bị mất tới 15 tỷ? Bạn biết ai không? Không ai hết. Không ai hết. SEC và Gary Gensler không có quan tâm tới những người nhỏ và lẻ, không quan tâm tới những quỹ đầu tư, không quan tâm tới ai hết. Chỉ có quan tâm với cái sự, cái chương trình lớn người ta đang đi thôi. Không quan trọng người ta làm tổn thương ai. Thì nó là vậy. Riêng cái nền tảng FTX, nó giết hại 1 triệu người đầu tư, nó giết hại 100 mấy chục quỹ đầu tư lớn, mất bao nhiêu tỷ này tỷ nọ, đúng hay không? Cuối năm này nó đòi mở cửa lên lại. Bạn thấy có ai thư kiện FTX hay không? Rõ ràng thì Sam đang bị thư kiện, nhưng có đâu có ai thư kiện chút đó đâu. Ok, nó mất biết, nó giết hại biết bao nhiêu con người ở ngoài xã hội. Thì đó là một cái chương trình lớn nó đang đi cho làm cho mọi người nghèo. Và mình cũng đã nói rồi, Sam Bankman-Fried và Gary Gensler là hai cái con virus nước Mỹ tạo ra để cấy vô tiền điện tử, để làm sụp đổ tiền điện tử. Chủ yếu là làm sụp đổ tiền điện tử. Vậy thôi. Nếu vừa rồi bạn chưa có coi cái video vừa rồi thì mình nói, vừa rồi thì rõ ràng ai cũng biết Gary Gensler, nghe, hồi đó lúc vẫn còn làm ở trong MIT, cái trường MIT á, một trường nổi tiếng ở bên Mỹ, ổng còn dám bỏ tiền ra, ổng bay qua bên Mỹ, bên Nhật, và có một sự gặp mặt với CZ, một buổi ăn gặp mặt với CZ và gọi là xin phép, ok, xin CZ để cho vô gọi là làm với CZ, làm gọi là trợ lý cho CZ. Nhưng CZ biết cái ông này ông sao á, tự nhiên ông phải bỏ tiền ra, có thể là nhà nước đang trả cho ông nha, nhà nước Mỹ đang trả tiền cho ông để bay qua để gọi là thăm dò thông tin và muốn vô trong cái hệ thống của CZ. Thì bởi vì vậy CZ không có mướn ổng. Và sau khi không có mướn ổng như vậy á, thì Biden lên là chọn ổng là người lãnh đạo SEC. Quá trùng hợp. Và ông Gary Gensler này là một người lực lẹo, có nghĩa là lực giống như bàn tay vậy, nó lực vậy nè. Trước khi ông lên được cái chức quyền như vậy, ông làm ở MIT thì ông rất là cổ vũ tiền điện tử. Ông nói như ông giống hiểu biết tiền điện tử rất sâu. Ông còn dạy về tiền điện tử nữa mà. Dạy về tiền điện tử ở MIT. Nhưng lúc ông ra cái chức quyền thì vừa rồi ông làm gì? Ông ra tuyên bố không có cần một cái đồng tiền điện tử nào hết đâu. US dollar là tiền điện tử rồi. Số nhiều ngay bây giờ nó đã trong cái thị trường, trong cái kinh tế là bằng tiền điện tử, bằng những cái thẻ tín dụng chứ không phải là tiền tệ. So sánh tiền tệ với những cái thứ mà mình không thấy người ta dùng thẻ này thẻ nọ vận chuyển tiền, đồng tiền này đồng tiền nọ, đúng không? Thì nó cái tiền điện tử nhiều hơn tiền tệ nữa. Thì đó, cái một sự lực lẹo như thế thì sao? Vừa rồi bạn cũng đã biết, ngay bây giờ nó đang có một cái tờ giấy đang cần những người lãnh đạo trong nhà nước Mỹ ký vô đó để tát vô mặt ổng một bập tai rồi đá ổng khỏi cái chức quyền ổng đang ngồi. Thì cái đó thì mình rất cổ vũ. Nếu ổng rớt thì cái đó là thử gọi là chiến thắng của tiền điện tử, sự chiến thắng của Ripple, sự chiến thắng của Ethereum, sự chiến thắng của tất cả những đồng khác trong tiền điện tử. Xin chào mọi người.